Trong nhịp sống ngày càng hiện đại và phát triển ở Nhật Bản, những cửa hàng Dagashiya, nơi bán những món bánh kẹo giá rẻ theo thời gian đang dần biến mất, mang theo cả ký ức tuổi thơ của nhiều người dân Nhật Bản. Mời bạn cùng Kilala quay ngược về quá khứ để tìm hiểu về cửa hàng Dagashiya thông qua video tuần này nhé! Ngày nay tại Nhật, nếu muốn mua bánh kẹo truyền thống cao cấp, người ta sẽ đến các cửa hàng Wagashi hoặc bánh kẹo bình thường sẽ có cửa hàng tiện lợi hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhưng trước năm 1980, thời kỳ đỉnh cao của bong bóng kinh tế Nhật Bản, cửa hàng được xem là thiên đường của trẻ em, nơi bán Dagashi, các loại bánh kẹo bình dân đầy màu sắc, có tên gọi là Dagashiya, lại thịnh hành hơn bao giờ hết. Đúng như tên gọi Dagashiya, cửa hàng đồ ngọt giá rẻ, nơi đây bày bán hàng trăm loại bánh kẹo khác nhau với mức giá vô cùng dễ chịu, khách hàng chủ yếu ở đây là trẻ em. Nơi lưu giữ niềm vui bình dị. Nói Dagashiya là một phần ký ức tuổi thơ cũng không sai. Vào thỏa mà đến cái ăn cái mặc mỗi gia đình còn phải chắc chiêu, thì việc những đứa trẻ được thưởng thức những viên kẹo ngon ngọt gần như là điều xa xỉ. Phải lâu lâu tích góp, chúng mới dám đến Dagashiya để mua cái món ăn vặt được mong chờ. Một số món phổ biến nhất bao gồm mực khô, okoshi, bánh gạo phồng, umai bo, imoyokan, thạch khoai lang, caramel, karinto, quẩy rán tẩm đường, kẹo đường với nhiều hình dạng khác nhau và thậm chí là senbei, bánh gạo. Hay đơn giản đây cũng là nơi tụ tập của những cô bé, cậu bé học sinh sau giờ tan trường, chia nhau ăn những món ăn vặt yêu thích, cùng nói chuyện và cười đùa. Sự thối chào của Dagashiya. Tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội, việc ra đời của các cửa hàng tiện lợi, siêu thị cũng bán những loại bánh Dagashi đã đẩy Dagashiya vào thế thối chào. Bên cạnh đó, giống như nhiều ngành kinh doanh truyền thống khác ở Nhật Bản, sức hấp dẫn của việc mở một cửa hàng bán Dagashi đã mất dần đi, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Khi con cái không muốn tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, các cửa hàng đã buộc phải đóng cửa khi chủ của chúng nghỉ hưu hoặc qua đời. Theo dữ liệu của chính phủ, số lượng Dagashiya đã giảm từ 228.123 cửa hàng vào năm 1972 xuống chỉ còn 74.304 cửa hàng vào năm 2016. Một lý do khác là trẻ em ngày nay được tiếp xúc sớm với công nghệ và dần trở nên đam mê với các trò chơi điện tử, dành nhiều thời gian chơi game hơn là hoạt động ngoài trời. Hơn nữa, những khu vui chơi lộng lẫy và nhộn nhịp sẽ thu hút sự quan tâm của những đứa trẻ hơn là một nơi chỉ bán kẹo như Dagashiya. Nhiều người nhận xét rằng, trong thời Showa, Dagashiya là thế giới của trẻ em, nhưng bây giờ chúng lại trở thành nơi hoài niệm của người lớn. Nguồn cảm hứng cho những sáng tạo. Dù vậy, với những người mang trong mình tình yêu vô biên với Dagashiya, họ đã biến những điều tuyệt vời thời ấu thơ trở thành cảm hứng. Điển hình là Dagashiba, một quán bar kiểu Nhật được thiết kế theo phong cách thời Showa, cung cấp những món Dagashi truyền thống, cùng với các loại đồ uống có cồn hoặc không cồn. Kể từ khi thành lập vào năm 1998 tại Ebisu, đến nay, Dagashiba đã mở rộng thêm 4 địa điểm khác nhau: Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Kamata. Dagashiya cũng là cảm hứng để tác giả Kotoyama sáng tác bộ manga Dagashi Kashi và sau này được chuyển thể thành anime cùng tên. Bộ manga này kể về câu chuyện của Kokonotsu, con trai của một gia đình nhiều thế hệ kinh doanh Dagashiya, nhưng đam mê của cậu là trở thành một họa sĩ truyện tranh. Một ngày nọ, cậu gặp Hotaru Shirare, cô gái trẻ đến thuyết phục cha của Kokonotsu, ông Yo, đến làm việc cho công ty đồ ngọt Shirare Corporation. Nhưng ông Yo đưa ra điều kiện để chấp nhận lời đề nghị này là Shirare phải thuyết phục được Kokonotsu tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Từ đó, những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Nhưng thông qua đó, bộ truyện đã giới thiệu được những món Dagashi hấp dẫn với độc giả. Hơn hết là khắc họa được thực trạng khó khăn của những tiệm Dagashiya ngày nay. Sự thật thú vị, umai bo là loại bánh bắp với kết cấu giòn xốp. Không chỉ trẻ em mà cả người lớn Nhật cũng yêu thích món bánh này. Được ra mắt công chúng vào năm 1979, tính đến hiện tại, umai bo đã có khoảng 19 hương vị, bao gồm cả phiên bản giới hạn của từng khu vực. Mặc dù mỗi năm có đến 700 triệu gói umai bo được bán ra thị trường, nhưng sau 42 năm kể từ khi ra mắt, món bánh này vẫn giữ nguyên mức giá 10 yên trên một cái, gần 2.000 đồng. Đại diện của umai bo cho biết, chúng tôi muốn mang lại một món ăn ngon ở mức 10 yên để một đứa trẻ cũng có thể mua đồ ăn mà chúng yêu thích. Hy vọng qua video lần này, các bạn đã phần nào hiểu thêm được về Dagashiya, nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua. Nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh Kilala nhé! Kilala, mài nước Nhật đến gần bạn hơn!